Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 5 ngày 24 tháng 8 năm 2023 của 12 con giáp để đón may mắn, tránh xui xẻo, cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 24 tháng 8 năm 2023, tức ngày 9 tháng 7 âm lịch, ngày Giáp Dần, trực, phá, nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật, tuổi xung ngày, Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý. Tuổi hợp trong ngày, ngày Dần, Lục hợp hợi, Tam hợp ngọ và Tuất thành hỏa cục. Giờ Hoàng đạo, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Đông Bắc, hướng Đông Nam. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi chẳng lo thiếu tiền tiêu trong ngày thứ 5 này sẽ là tuổi Hợi, tuổi Thìn và tuổi Tuất. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 24 tháng 8 năm 2023 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, nhờ có chính ấn mà con giáp tuổi Tý có được nguồn năng lượng dồi dào đem đến cho sức mạnh để giải quyết mọi nhiệm vụ quan trọng. Từ khóa đem đến sự thành công cho bạn trong thời gian này chính là sáng tạo. Nhưng một điều bản mệnh cần ghi nhớ đó là sức mạnh của hành động quyết liệt. Những lý thuyết mà bạn có cũng rất đáng giá, thế nhưng nó chỉ có ích khi được áp dụng vào thực tế, đã đến lúc thực hành nhiều hơn. Mộc thủy tương sinh, bạn sẽ tìm được bến đỗ mới, nơi bạn cảm thấy bình yên và thoải mái khi bày tỏ cảm xúc của mình, mà không sợ bị phán xét hay đánh giá. Sẽ có người nhận ra giá trị thật của bạn và họ luôn trao cho bạn sự quan tâm mà bạn hằng tìm kiếm. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, nếu có mong muốn gì thì cứ bày tỏ. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, luôn có những ý kiến trái chiều, bạn phải tôn trọng ý kiến của họ. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, đừng cố bắt chước ai đó khi họ không phù hợp với phong cách của bạn. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, thận trọng hơn với cách đánh giá của bạn về một ai đó. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, hãy có sự lựa chọn hợp lý với hoàn cảnh thực tế của mình lúc này. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường vàng, hồng, quý nhân phù trợ Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Sửu, người tuổi Sửu thận trọng hơn với tiền bạc của mình và bạn cũng rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt các cơ hội kiếm tiền trong thời gian chính tài nâng đỡ. Bạn tìm ra những cách thức không phải quá vất vả, tốn quá nhiều công sức mà vẫn có tiền về đều. Tình hình sức khỏe của bản mệnh thời gian này cũng đã tốt hơn rất nhiều. Một phần là do bạn đã biết cân bằng cuộc sống. Hơn nữa, việc giải tỏa bớt những căng thẳng cũng giúp bạn tránh xa được tình trạng mất ngủ. Ngũ hành xung khắc không tốt cho vận trình tình cảm của bạn. Có những người tuổi Sửu đã sẵn sàng rời bỏ những mối quan hệ khiến bạn cảm thấy ngột ngạt và không được là chính mình. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, đừng ngại thừa nhận những thiếu sót sai lầm của bạn. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, hãy xác lập mục tiêu một cách rõ ràng hơn nhé. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, hãy thành công để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, bạn luôn có cơ hội để thay đổi mọi thứ cho tốt đẹp hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, hãy tập trung vào những suy nghĩ tiêu cực của mình. Con số may mắn 6, 0, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ Tý, Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dần, tỷ kiên dự báo hôm nay tuổi Dần sẽ gặp khó khăn khi phải làm việc chung với người khác. Rắc rối phát sinh không phải đến từ nhiệm vụ mà từ sự khác biệt trong tính cách và quan điểm của mỗi người trong nhóm. Những gì mà bạn đang phải chịu đựng sắp sửa kết thúc, hãy tin rằng như thế. Một khi bạn quyết tâm bắt tay thực hiện và xử lý những vấn đề còn tồn đọng thì tương lai sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Thời gian này bạn nên quan tâm hơn tới sức khỏe của mình. Nếu có bệnh thì nên chữa trị sớm nhé tuổi Dần. Nếu thiếu tiền thì người thân có thể hỗ trợ. Đừng vì ngại mà để bệnh bị lâu dẫn đến nặng và khó chữa hơn. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, hãy xây dựng lối sống lành mạnh hơn cho bản thân. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, giữ chặt niềm tin yêu, bạn sẽ vượt qua khó khăn ở hiện tại. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, cố gắng xây dựng không khí hài hòa, vui vẻ với mọi người. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, cạnh tranh không lành mạnh sẽ khiến bạn nhận hậu quả. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Con số may mắn
5, 2, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, trắng, quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, kiếp tài khiến cho thật giả trở nên lẫn lộn. Bạn sẽ gặp chút khó khăn trong việc phân biệt giữa sự nịnh bợ và những lời khen tại nơi làm việc, học hành. Tốt nhất, hãy thận trọng và khéo léo trong việc phản hồi. Ngày hôm nay, Tam Hội ghé thăm cũng là thời điểm bạn khá bận rộn với những lịch hẹn đi ăn chơi, tham gia các hoạt động xã hội, tập thể. Sự gắn kết của bạn với mọi người trong thời gian này sẽ mang lại rất nhiều niềm vui. Tuy nhiên, dù bị cuốn đi với những buổi tụ tập hội nhóm đến mức nào, bạn cũng nên dành cho mình chút thời gian để suy nghĩ, nhìn nhận hướng đi mới cho mình trong tương lai. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, hãy an ủi những người xung quanh khi họ đang buồn và tủi thân. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, bạn có những bước tiến đáng kể khi tập trung cải thiện kỹ năng. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, đừng để người khác phủ định năng lực của bạn bằng ý kiến của họ. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, những ngày huy hoàng trong quá khứ chỉ nên là nguồn động viên. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, hãy để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Con số may mắn 9, 6, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ Dậu, Thìn. Tử vi tuổi Thìn, nhờ có tam hội nên một cuộc gặp gỡ tình cờ nào đó sẽ giúp bạn mở ra những góc nhìn mới về nhân sinh quan, hạnh phúc đích thực và nhiều thứ thú vị trong cuộc sống. Thiên tài ghé thăm giúp tuổi Thìn có nhiều chuyển biến tích cực hơn về chuyện tiền nong. Có thể doanh thu không tăng nhiều, nhưng vì biết tiết kiệm nên bạn cũng để dành được một khoản kha khá. Mộc thổ xung khắc, dự báo căng thẳng là nguyên nhân gây ra bệnh tật của bản mệnh trong thời gian này. Vì thế, việc trước tiên cần phải làm đó là tránh xa mọi áp lực, nếu không thì chẳng có loại thuốc nào có thể giúp bạn nhanh khỏi bệnh được cả. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, hãy nuôi ý chí để theo đuổi khát khao, tham vọng của mình. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, bạn không giỏi giữ bí mật cho người khác, hãy giữ chữ tín. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, dễ bị ảnh hưởng bởi những tin đồn, tâm trạng tiêu cực. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, hãy ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của người khác. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, đừng so sánh quá khứ của mình với hiện tại, hãy biết hài lòng. Con số may mắn 2, 3, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường nâu, xám, quý nhân phù trợ Tý, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Tỵ, dù tương hại xuất hiện nên con giáp tuổi Tỵ lao đao, nhưng đừng vì thế mà tự cho rằng mình là nạn nhân, một người vô tội. Thực tế là bạn có tác động khá nhiều vào toàn bộ sự việc nên mới phải lãnh hậu quả hiện tại đấy nhé. Hôm nay có thực thần mang tới sự bình yên cho tuổi Tỵ. Công việc ở thời điểm hiện tại không quá dồn dập, căng thẳng, giúp bạn có cơ hội nghỉ ngơi, thư giãn và có những phút giây thoải mái bên bạn bè. Mộc hỏa tương sinh giúp bạn tỉnh táo, sáng suốt, luôn tìm ra được nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề. Cũng nhờ chính điều này mà tình hình tài chính của bản mệnh cũng đã tốt hơn rất nhiều khi bạn đánh đâu chúng đó. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, mọi thứ xảy ra là có nguyên nhân sâu xa của nó, hãy thực tế hơn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, hãy động viên, chắp cánh ước mơ cho người khác, khát khao thực hiện. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, bạn vững bước và dễ đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, hãy tỉnh táo hơn trong các quyết định của mình lúc này. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, người thân thiết sẽ càng thể hiện sự tôn trọng, thương yêu nhau. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, tam hợp ghé thăm dự báo những xúc cảm lãng mạn lên ngôi, cho bạn kết nối gần gũi hơn nữa với những người mình yêu thương hoặc tìm cho mình một ai đó đồng điệu về tâm hồn. Thương quan nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ phải bình tĩnh đón nhận và tùy cơ ứng biến với những chuyện sẽ xảy ra với mình vào ngày hôm nay, thay vì cứ phải đề phòng và dự đoán lung tung trong khi chúng còn chưa đến. Mộc hỏa tương sinh giúp bản mệnh trở nên sáng suốt hơn trong việc đánh giá tình hình tài chính của mình hiện tại. Nhờ thế mà bạn tránh được rủi ro mất mát tiền bạc không đáng. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, càng vội vàng, nóng vội, bạn sẽ càng dễ phạm phải những sai lầm. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, nên ưu tiên những giải pháp mà giúp đỡ được nhiều người nhất có thể. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, cuộc sống của bạn đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, đã tốt hơn. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, nghỉ ngơi, giải tỏa những căng thẳng là điều nên làm ngay lúc này. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, tôn trọng không gian riêng tư của người khác, đừng quá xuề xòa. Con số may mắn 5, 3, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường
tím, hồng, quy nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. Tử vi tuổi mùi, nhờ chính tài dẫn đường chỉ lối mà con giáp tuổi mùi tự tin hơn với các kế hoạch của mình. Bạn dám bỏ tiền đầu tư cho các dự án mà bản thân đang theo đuổi và có thể thấy bạn đã bắt đầu có tiền. Quyền quyết định lúc này hoàn toàn nằm trong tay bạn. Những cơ hội vàng sẽ đến, tuy nhiên hệ quả là tốt hay xấu tùy thuộc vào cách bạn lựa chọn phản ứng thế nào. Ngũ hành xung khắc khiến các mối quan hệ của bạn khó mà được như ý. Bản mệnh là người sống tình cảm và luôn muốn chăm sóc mọi người. Tuy nhiên, khuynh hướng đáng mến này có thể khiến bạn kiệt sức. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, chuyện tình cảm dần thăng hoa, mang lại cho bạn nhiều niềm tin tích cực. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, hãy tiến lên đón nhận vận may của mình đang có bạn nhé. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, bạn hạnh phúc vì ai đó thành công khi hoàn thành mục tiêu của họ. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, đạt được vinh quang, thắng lợi trong khả năng của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, chẳng có ai có thể làm khó được bạn khi bạn luôn có những quyết định sáng suốt. Con số may mắn 0, 4, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường đen, đỏ, quý nhân phù trợ Mùi, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, ngày có tương xung khuyên con giáp tuổi Thân không nên vội vàng nhận định ai đó chỉ vì họ có ý kiến trái ngược với mình. Họ cũng có điểm tốt nhất định, nếu biết nhìn về khía cạnh tích cực thì bạn mới hài hòa hơn trong cách trò chuyện với người này. Người tuổi Thân thường xuyên đối mặt với những việc không như ý trong ngày thiên quan ghé thăm. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, thực hiện cẩn thận, lần lượt từng bước một theo kế hoạch đã đề ra. Mộc kim xung khắc khiến bạn dễ gặp rắc rối, thậm chí có thể ảnh hưởng tới vấn đề tài chính. Đôi khi vận may ẩn mình trong vỏ bọc của một tai họa, do đó bạn nên kiên nhẫn khắc phục. Những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, đừng quá quan tâm tới những lời chỉ trích, chê bai việc bạn đang làm. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, học hỏi được rất nhiều từ những trải nghiệm trong cuộc sống của mình. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, bạn dễ bị ảnh hưởng bởi những ý kiến của người khác, hãy thận trọng. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, vui với những điều nhỏ bé bạn đã làm được trong thời gian này. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, nên dành nhiều thời gian cho gia đình để có được niềm vui trong cuộc sống. Con số may mắn 9, 3, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường đen, hồng, quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Dậu, chính quan mang lại trách nhiệm cùng vị trí quan trọng cho tuổi Dậu. Bản mệnh có nhiệm vụ phải đưa ra đánh giá cụ thể của mình về nỗ lực phấn đấu của ai đó bạn biết. Có thể bạn sẽ đi theo một ngã rẽ mang đầy tính sáng tạo và đột phá. Mọi trải nghiệm đều mới mẻ và bạn đón nhận chúng với một tâm thế cởi mở và nhiệt huyết. Ngũ hành xung khắc, dự báo rắc rối về tiền bạc, vật chất khi dư thừa bị coi thường. Nhưng lúc túng thiếu lại tạo ra nhiều rắc rối, bạn có thể phải đưa ra một số quyết định không dễ dàng, thậm chí mạo hiểm. Nhưng nếu muốn có cơ hội lùi lại thì bạn nên quyết định vào một ngày khác. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, có được những điều kiện thuận lợi, dễ gặt hái được thành công cho mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, bạn vất vả nhưng kiếm được một khoản tiền hơn hẳn so với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, quá cứng nhắc với nguyên tắc riêng sẽ khiến bạn thêm chướng ngại. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, đừng quá đòi hỏi vô lý, hãy hiểu cho hoàn cảnh của người khác hơn nữa. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, khó khăn, thử thách càng khiến bạn vững tin hơn vào khả năng của mình. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ Thìn, Mùi. Tử vi tuổi Tuất, nhờ có tam hợp nâng đỡ nên điều may mắn đối với tuổi Tuất thời gian này, tình cảm đều tiến triển thuận lợi, nhiều người thoát khỏi cuộc sống độc thân, gia đình sẽ là bệ đỡ vững chắc cho bạn trong quãng thời gian này. Người tuổi Tuất rủng rỉnh tiền tiêu trong ngày thiên tài nâng đỡ, bạn có cảm giác mình thật giàu có khi đủ chi tiền mua sắm cho những thứ mình thích. Thế nhưng đừng bị cảm xúc thỏa mãn này dẫn dắt, kẻo bạn rỗng túi trong một thời gian ngắn sau đấy nhé. Ngũ hành xung khắc khiến sức khỏe không được tốt, cẩn thận trọng với việc chăm sóc bản thân. Mọi khía cạnh cuộc sống có thuận lợi hay không đều phụ thuộc vào điều này rất nhiều. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nhờ giữ chữ tín. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, bạn có thể nhận được món quà lớn chỉ với nỗ lực rất nhỏ. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, nâng đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn là điều nên làm. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, hành động nhất quán, kiên trì thì bạn nhất định sẽ đạt được mục tiêu của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, ghi nhận công sức, đóng góp và khen ngợi người trẻ tài năng.
Còn số may mắn 4, 6, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường trắng, xanh lá, quý nhân phù trợ Mão, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Hợi, lục hợp khiến tuổi Hợi háo hức, mong nhận được tin tức từ người thân đang ở xa của mình. Có thể thông tin về họ sẽ đến chậm hơn so với mong đợi, song bạn cũng đừng lo lắng quá nhé, mọi chuyện đều ổn cả thôi. Hôm nay con giáp tuổi Hợi được trải qua một ngày nhàn rỗi và thư giãn. Tuy nhiên, với ảnh hưởng của thiên ấn nên có thể một số ý tưởng nghệ thuật đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến bạn muốn triển khai và thực hiện ngay lập tức. Những dự định của bạn trước đây cũng bắt đầu đơm hoa kết quả. Bạn cũng có thể sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiệt thành từ một người nào đó và gặt hái được những thành công nhất định. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, thời gian phù hợp để tranh thủ trau dồi thêm tri thức và kỹ năng. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, hãy dành thời gian rảnh để thực hiện đam mê, ước muốn của mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, quan điểm, góc nhìn của người khác đều đúng theo ý kiến của họ. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, đừng thỏa hiệp với những ý kiến tiêu cực, chê bai người khác. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, hãy san sẻ niềm vui với những người xung quanh, bạn sẽ hạnh phúc hơn. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường đen, đỏ, quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Dần. Đánh giá tử vi ngày 24 tháng 8 năm 2023 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Hợi, tuổi Tý. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Thân, tuổi Ngọ. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé!